Hello tất cả các bạn, lại là mình, Mèo Ú Review đây. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thử thách rất quái mà chỉ có vua lì đòn mới nghĩ ra được. Anh ta nghe giang hồ đồn rằng vết cắn của ong bắp cầy sẽ làm bạn phê như con tê tê và không thể khép nổi miệng vì cực kỳ đau đớn. Để thử xem nó có đau như lời đồn hay không, anh ta quyết định sẽ thực hiện pha chơi ngu lớn nhất trong đời. Nhưng trước khi đến với pha hành động cực kỳ kịch tính đó, chúng ta có thể ngó qua một vài hành động đầy bất ngờ của anh chàng ưa mạo hiểm này. Anh từng thử cho tay vào miệng một con cá sấu, hay thử xem cảm giác bị đỉa đói hút máu ửng ực như thế nào. Thậm chí, thỉnh thoảng anh còn hào hứng cho một vài loài vật dễ thương đớp yêu vào tay hoặc chân một phát để thử cảm giác mạnh. Nhờ những pha thử nghiệm đi vào lòng đất đó, chúng ta hiểu rõ được rằng có rất nhiều loài vật, tuy nhỏ nhưng có võ, không thể chủ quan trước chúng được. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc thử nghiệm với ong bắp cầy, được mệnh danh là cú đớp cực đau, xếp thứ hai trong thế giới côn trùng. Nhưng để biết được cảm giác đó, chúng ta phải bắt cho được một con đã. Trong lúc đuổi bắt có hơi lỗi xíu, anh lì đòn nhảy luôn vào một cụm cây xương rồng đầy những gai, khiến anh la oai oái không ngừng. Nhưng dù sao, anh cũng đã thành công tóm được nhân vật chính cho video ngày hôm nay. Nếu bạn chưa biết, kiến đạn là loài có cú cắn đau nhất, anh lì đòn cũng đang nhăm nhe thử nghiệm với loài vật đó. Tuy nhiên, phải thử xem anh có thể chịu đựng với sự đau đớn đang chờ đợi anh ngay trước mắt hay không đã. Loài ong này thật sự rất kinh khủng. Khi đến mùa sinh sản, chúng sẽ tìm đến một con nhện, dụ dỗ nó ra phía ngoài, sau đó nhanh như cắt, chúng sẽ bay vòng xuống dưới, đốt vào bụng con nhện, rồi đẻ trứng ở đó. Con nhện sẽ bị thương và tê liệt, sau đó nó bỏ về hang và không thể làm được gì nữa. Khi trứng của ong bắp cầy nở, nó sẽ ở đó, ăn thịt của con nhện để lớn lên. Đúng là một pha sinh sản kinh khủng khiếp, dù Mèo Ú không ưa nhện cho lắm, nhưng nghe chuyện cũng cảm thấy nó thật đáng thương. Thôi chém gió đủ rồi, vào việc thôi anh Giai. Lần này vua lì đòn của chúng ta căng thẳng thực sự, tay anh đang run rẩy, nhưng lỡ bon mồm chơi lớn rồi, giờ rút lui thế quái nào được nữa. Hồi hộp chờ đợi, thế mà khi đặt con ong lên tay, mãi nó chả đớp cho miếng nào. Thật là cảm giác, anh vẫn cố bắt giữ lại con ong. Đúng là như lời đồn, phê lên tận óc anh em ạ. Anh lăn ra đất, liên tục kêu gào. Cả cánh tay dường như đang tê liệt, đây là cơn đau lớn nhất mà anh từng trải qua. Anh phải nói rằng bản thân sắp bật khóc, nhưng đang quay video mà, khóc thì mất mặt vờ lờ. Cả cơ thể gồng lên để chống lại cơn đau, khiến cơ thể đỏ rực, thậm chí cánh tay anh đã lấm tấm mồ hôi. Tay anh đã bắt đầu sưng lên, những cơn đau dồn dập kéo đến không dứt, phải mất một lúc lâu anh mới cảm thấy khá hơn. Anh nói rằng không chỉ đau, mà toàn cơ thể anh như đang bốc hỏa, phần tay bị cắn nóng rực lên. Thảo nào nó được xếp thứ hai trong chỉ số những con vật gây đau đớn nhất, giờ thì anh đã hiểu. Tuy nhiên, nếu sợ, anh đã không phải là vua lì đòn. Anh nói rằng bản thân đã sẵn sàng cho cú đớp của kiến đạn vào lần sau. Nếu khán giả của Mèo Ú muốn xem pha thử thách đó, đừng quên để lại bình luận xuống dưới nha. Thôi để anh lì đòn về dưỡng thương cho chuyến hành trình tiếp theo, chúng ta hãy khám phá một thử thách căng thẳng không kém ngay sau đây nhé. Anh bạn đồng hành này có tên là kiến lông, thành tích nổi bật của nó được phong tặng cho danh hiệu là kiến giết bò, nhưng cú cắn của nó hạ được bò hay không thì chưa ai khẳng định cả. Mặc dù gọi là kiến lông, nhưng nó là một loại ong, với mức độ gây đau đớn xếp thứ tư trong bảng xếp hạng côn trùng. Con đực sẽ có cánh còn con cái thì không, nhưng con cái mới có nọc độc gây đau đớn và tê liệt nhiều hơn. Và bất ngờ chưa, trong tay anh lì đòn lúc này là một con cái với kích thước tuyệt vời, sẵn sàng cho một cú đớp vào tay anh. Tuy rằng nó chỉ xếp thứ tư về độ đau, nhưng nó lại có nọc độc. Hơn nữa với cái tên kiến giết bò, nghe cũng khá căng thẳng đấy. Anh lì đòn đã chuẩn bị sẵn thuốc, phòng khi bị dị ứng với nọc độc. Theo ghi chép lại, cơn đau sẽ kéo dài khoảng 30 phút, một thời gian rất dài. Chính vì vậy, anh lì đòn có hơi căng thẳng. Nhưng đạn đã lên cò, chiến thôi. Đầu tiên anh sẽ thử cho con kiến bò trên tay và cố định nó bằng chiếc cốc thủy tinh. Con kiến bò xung quanh, không ngừng đánh hơi và đớp nhẹ một xíu vào da, có lẽ nó đang xác định xem môi trường ở đây như thế nào. Nhưng đến khi chiếc cốc đã bị độ nóng của da tạo nên một lớp xương mù mỏng, mà con kiến vẫn chưa thèm cắn, họ đành thay đổi phương án khác. Sự chờ đợi càng làm cho anh lì đòn thêm căng thẳng và lo lắng. Con kiến vẫn cong đít vẫy vùng trong khi anh lì đòn đã run cầm cập. Ơ hay, thế có cắn không chú em, nằm hơi lâu rồi đấy. Lần này, ban đầu anh lì đòn vẫn khống chế được cơ thể, anh vẫn có thể ngồi vững. Tuy cả cơ thể anh đang phản ứng dữ dội, anh có thể cảm nhận được nọc của nó đi đến đâu trong cánh tay mình. Cảm giác đau nó liên tục châm chích vào cánh tay, khiến anh không tự chủ được mà run lên. Nghe nói rằng cơn đau kéo dài xương xương 30 phút, anh lì đòn quyết định đi lại để quên đi cơn đau đang xâm chiếm cơ thể.
Khoảng 20 phút trôi qua, anh lì đòn đã cảm thấy ổn hơn, tuy vẫn còn cảm giác châm chích, nhưng không còn đau khủng khiếp như lúc đầu nữa. Xung quanh vết cắn, những chấm đỏ hiện lên và lan rộng ra xung quanh, có lẽ đó chính là nơi mà nọc độc chạy đến. Không hổ danh là kẻ giết bò, cơn đau của nó thật sự rất dữ dội. Xém tí nữa nó đã hạ được anh lì đòn, nhưng anh vẫn thành công vượt cơn đau một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mèo ú trong video ngày hôm nay. Hãy sống dũng cảm và tự tin đối diện với cuộc sống nhé. Đến cả kiến lông và ong bắp cày còn không hạ gục được con người kia mà, đúng không? Chúc cho các bạn sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện khó khăn. Mèo ú yêu các bạn.